Chị ơi, dịch giúp em câu liệu rằng sớm mai vô tình mắc chạm nhau, chắc sẽ nhói, lòng vẫn còn đau. Sao bọn mới hết lễ mà mọi người làm tôi thất tình ngang vậy? Rồi cái sớm mai đây mình đừng có dịch là ôi tomorrow morning nha. Dịch như vậy thì đúng nghĩa đen, nhưng mà nó lại không đúng nghĩa thật sự của câu, bởi vì đây là một cách dùng ẩn dụ. Một ngày nào đó vô tình gặp lại. Our eyes meet by chance. Trong đó eyes meet có nghĩa là mắt chạm nhau, và by chance là vô tình. Còn câu chắc sẽ nhói, lòng vẫn còn đau có nghĩa là không thể nào tránh khỏi cảm giác đau lòng nếu một ngày vô tình gặp lại người cũ. Vì vậy mình sẽ dùng công thức là keep something from something, ngăn cái gì khỏi cái gì. Can't keep our hearts from pain. Và liệu rằng là câu hỏi thì mình sẽ đưa từ can't lên đầu, và mình có cả câu if one day our eyes meet by chance, can't we keep our hearts from pain. Chúc em một đời an yên, dịch sao vậy chị? Có lẽ đây là lời chúc chân thành nhất dành cho một người mà mình đã từng thương, dẫu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Để dịch được câu này thì dùng cho Quỳnh công thức may cộng chủ từ cộng với động từ nguyên mẫu, và động từ ở đây thì Quỳnh sẽ dùng cụm live a peaceful life. Trong đó peaceful có nghĩa là bình an, và chúng ta có cả câu may you live a peaceful life. Chị ơi, vì sao em chỉ chớp mắt một cái anh đã không thuộc về em nữa rồi, dịch làm sao vậy ạ? Chớp mắt một cái nếu mà dịch theo nghĩa đen thì là blink, nhưng mà mình không dịch như vậy được, bởi vì nếu dịch như vậy thì có nghĩa là mình chớp mắt phát quay qua thấy buồn mất tiêu rồi. Ý nghĩa của câu này đó là các khoảng thời gian bên nhau sao mà ngắn ngủi quá, nhanh như một cái chớp mắt, in the blink of an eye. Còn không thuộc về em nữa rồi thì mình dùng cụm no longer by my side, và mình có cả câu why were you no longer by my side, just in the blink of an eye. Chị dịch giúp em câu có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người được không ạ? Câu này dịch thì không khó, nhưng mà để cho nó vần điệu thì sẽ khó hơn một chút. Ngó lơ thì dùng cho mình động từ ignore, things I used to ignore. Còn lại là ước mơ bao người thì mình sẽ sử dụng cụm từ long for, có nghĩa là khao khát mong muốn một cái điều gì đó, và nó sẽ bắt vần luôn với từ ignore. Và chúng ta có cả câu things I used to ignore are actually what others long for. Chị ơi, dịch giúp em câu này với cớ sao ta lại đau đến thế, cứ buồn đến thế khi tình yêu tan vỡ. Trời ơi, sao gần Valentine rồi mà giờ dịch câu gì đau lòng về em. Cớ sao thì mình dùng đơn giản là why. Đau buồn thì mình có thể dùng là feel sad hoặc là feel hurt, nhưng mà Quỳnh thì muốn dùng một cái từ để thay thế cho cả hai cụm từ này, đó là suffer. Mình rất là thích cái từ này bởi vì nó mang nghĩa là mình phải chịu đựng, phải trải qua mỗi cảm giác vô cùng đau đớn, vô cùng khó khăn. Còn khi tình yêu tan vỡ thì mình sẽ dùng love is over để cho nó bắt vần với lại từ suffer. Và chúng ta có cả câu why do we always suffer when our love is over. Chị có thể dịch được câu này không? Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời. Có lẽ ai cũng từng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng quên đi một mối tình, nhưng cuối cùng mới nhận ra đó lại là mối tình khắc cốt ghi tâm. Từ bỏ tình yêu ở đây thì dùng cho mình cụm từ give up on love. Cuộc tình ta có từ romance, còn cho rằng cái gì là cái gì thì dùng cho mình công thức suppose something to be something. When we were young, we gave up on love and supposed it to be just a romance, but in the end, we would come to realize it was our life. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai. Gặp nhưng không ở lại, dịch là meet but not stay phải không chị? Ở đây mình không thể nào dịch theo nghĩa đen, tức là gặp nhưng mà phải đi về, không có ở lại được. Và chúng ta phải hiểu câu này theo nghĩa bóng, đó là có duyên gặp gỡ nhưng không đủ nợ để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Để dịch được câu này thì dùng cho Quỳnh cụm từ be destined to do something, tức là có duyên làm một việc gì đó. Và chúng ta có câu destined to meet but not meant to be. Rồi người thương cũng hóa người dưng, dịch tiếp câu này đi chị, sao người kêu tôi dịch ngôn tình hoài vậy? Có lẽ ai cũng phải một lần thốt lên trong đời, một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng, chỉ là người yêu mà sao lại đau lòng đến thế. Người thương ta có lover và người dưng là stranger. Câu này chỉ cần dịch đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Even lovers become strangers.